mới đây theo tờ washington post đăng tải bài viết túi đựng thi thể nhà xác tràn ngập và bệnh viện hỗn loạn đại dịch ở hồng kông trở nên nghiêm trọng nói đến thực trạng thật đang tồn tại ở hồng kông bài viết cho biết không có lễ tang nào cho một số trong số hàng trăm người già ở hồng kông chết mỗi ngày thay vào đó thi thể của họ được niêm phong trong túi nhựa và sau đó nhanh chóng được hỏa táng giải phóng không gian tại nhà xác cho nhiều người đến viếng hơn Hồng Kông, một trung tâm tài chính giàu có, hiện có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các nước phát triển. Hơn 2.300 người đã chết kể từ khi bắt đầu đợt bùng phát gần đây nhất của thành phố, so với chỉ 213 người trong hai năm trước đó. Những người tử vong chủ yếu là người già, người chưa được tiêm chủng, nhưng họ cũng bao gồm trẻ mới biết đi và trẻ em quá nhỏ để được chủng ngừa. Sự bùng phát đã gây ra sự bối rối cho chính quyền thành phố, vốn từng tự hào về chính sách không có dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm tại địa phương. Chính sách này phản ánh chính sách của Trung Quốc đại lục, nơi có khoảng cách xã hội nghiêm ngặt, kiểm tra hàng loạt, khóa cửa và biên giới gần như khép kín đã có hiệu quả trong việc ngăn chặn virus corona lấn át hệ thống bệnh viện. Nhưng Hồng Kông đã không thể phù hợp với cách tiếp cận của đại lục, thiếu nguồn lực để cô lập tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc khiến thành phố bị cấm vận. Biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao đã làm tê liệt hệ thống phòng thủ của thành phố, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm người già dễ bị tổn thương nhất. Vào tháng riêng, chưa đến 1 phần 5 cư dân trên 80 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ hai liều và hầu như không ai tiêm đủ 3 mũi. Tỷ lệ đó đã tăng kể từ đó, nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá ít, quá muộn, đặc biệt là với Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi người cao tuổi được ưu tiên tiêm chủng. Sẽ tốt hơn nếu người cao tuổi được tiêm phòng trong 8 tháng qua, chúng tôi có thể tránh được vấn đề này ngay bây giờ, Jun Kwong Jung, giáo sư tại khoa vi sinh tại Đại học Hồng Kông và chính phủ cố vấn về COVID nói với các phóng viên vào đầu tháng này. Ông nói thêm, thật không may, tôi nghĩ rằng người cao tuổi sẽ phải trả một cái giá rất lớn trong làn sóng này. Việc không tiêm chủng cho nhóm người này hiện đã đẩy các bệnh viện, nhà chăm sóc người già và nhà xác đến tình trạng tan vỡ. Quốc Hội Bồng, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Nhà tang Lễ cho biết tủ lạnh công cộng quá tải nên những tủ lạnh tạm thời phải được lắp đặt bên ngoài cơ sở. Điều quan trọng là làm thế nào để xóa chúng nhanh nhất, Quốc nói. Đáng tiếc là ngày càng có nhiều thi thể. Những câu hỏi hóc búa như thế này là điều mới mẻ đối với Hồng Kông và gợi nhớ về những ngày đầu của đại dịch ở các thành phố như New York và Bergamo của Ý, những nơi hiện đang tiếp tục và mở cửa trở lại với thế giới. Các phòng cấp cứu của bệnh viện cũng tràn ngập. Một bác sĩ tại khoa cấp cứu của một bệnh viện công cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các giường bệnh hiện nay được xếp gần nhau để phù hợp với tất cả mọi người trong không gian. Các bác sĩ hầu như không thể tiếp cận bệnh nhân, không có cách nào để đi vòng quanh ca giường. Ông cho biết một bệnh nhân đã tử vong trong thời gian ngắn khi một y tá đến hiệu thuốc của bệnh viện để lấy thuốc. Không thể dừng lại, bác sĩ nói. Nói với điều kiện giấu tên vì lo sợ sẽ có những ảnh hưởng từ cơ quan quản lý bệnh viện. Cuộc khủng hoảng đã khiến Hồng Kông ngày càng phụ thuộc vào đại lục. Quốc gia này trong những tuần gần đây đã cử hàng nghìn bác sĩ, y tá, công nhân xây dựng và chuyên gia từ lãnh thổ này. Nhưng ngay cả khi họ đang phát hiện ra rằng các chiến lược đã có hiệu quả ở các thành phố như Vũ Hán không thể áp dụng ngay cho Hồng Kông vào giai đoạn bùng phát dịch bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến những diễn biến COVID-19 khó lường tại Hồng Kông, nơi bùng phát dịch mạnh nhất châu Á hiện nay, Mới đây, đặc khu này đã ghi nhận hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi tử vong do COVID-19, khiến nhiều gia đình lo ngại và vội vàng đưa con em đi tiêm chủng. Hãng Reuters đưa tin các bậc cha mẹ ở Hồng Kông đang vội vàng đưa con em đến các trung tâm tiêm chủng khi các nhà chức trách hạ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19. Cái chết của hai trẻ mới biết đi đã làm trầm trọng thêm mối lo ngại tại đặc khu hành chính đang phải vật lộn với dịch bệnh. Chính quyền Hồng Kông đã chấp thuận cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên tiêm vaccine Sinovac của Trung Quốc từ 15 tháng 2, trong khi trẻ từ 5 tuổi trở lên đã có thể tiêm vaccine của BioNTech. Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Hồng Kông ghi nhận số ca mắc mới tăng gấp 60 lần kể từ ngày 1 tháng 2, gây áp lực nặng nề lên các bệnh viện và cơ sở xét nghiệm của trung tâm tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, hai bệnh nhi 3 và 4 tuổi đều được chẩn đoán mắc COVID-19 đã tử vong trong tuần qua. Các nhà chức trách cho biết rất đau buồn trước cái chết và sẽ hỗ trợ gia đình của các em. Trước thông tin này, nhiều gia đình lo lắng đến nỗi bất chấp thời tiết ẩm ướt và gió lạnh để xếp hàng dài từ sáng sớm, chờ các con tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng ở quận New Territories ở phía bắc Hồng Kông vào ngày 18 tháng 2. Giới chức Hồng Kông cho hay các bệnh viện đang tràn ngập bệnh nhân COVID-19 với nhiều người già và trẻ em phải nằm trên giường trong các bãi đậu xe lạnh và dưới mưa. Các cơ sở cách ly cũng đã đầy áp, trong khi hàng nghìn người xếp hàng giờ bên ngoài các địa điểm xét nghiệm COVID-19. Mặc dù 85% trong số 7,4 triệu cư dân Hồng Kông đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, khoảng 60% cư dân trên 80 tuổi vẫn chưa được chủ ngừa. Dữ liệu của chính quyền Hồng Kông cho thấy có khoảng 12% trẻ em từ 3 đến 11 tuổi đã được chủ ngừa. Làn sóng COVID-19 trầm trọng và cách chính quyền Hồng Kông ứng phó với dịch bệnh đã khiến nhiều người dân lo lắng. Sau một số F0 tại khu vực này đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để trốn sang Trung Quốc. Và trước tình trạng này, chính quyền một số địa phương tại Trung Quốc đã treo thưởng lớn bằng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về đường dây dẫn dắt người mắc COVID-19 từ Hồng Kông sang đại lục bất hợp pháp. Một số thành phố ở miền Nam Trung Quốc đã thông báo thưởng tiền mặt trị giá hàng chục nghìn đô cho việc tố giác những kẻ tổ chức các đường dây đưa người mắc bệnh COVID-19 từ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông sang đại lục. Lâu nay, Bắc Kinh vẫn thực hiện nghiêm chiến lược Zero Covid với mục tiêu là đưa số ca mắc trong cộng đồng về mức thấp nhất thông qua các biện pháp đóng cửa biên giới, phong tỏa có trọng điểm và cách ly dài ngày. Những người từ đặc khu hành chính Hồng Kông đến Trung Quốc đại lục thường được yêu cầu cách ly vài tuần. Hiện Hồng Kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh mới nghiêm trọng với số ca mắc mới hàng ngày tăng mạnh. Tuy nhiên, đầu tuần qua, giới chức Trung Quốc đại lục phát hiện 4 người mắc COVID-19 từ Hồng Kông đến theo con đường bất hợp pháp và không thực hiện cách ly. Do đó, chính quyền một số địa phương tại Trung Quốc đã treo thưởng tiền mặt cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về được dây dẫn người từ Hồng Kông sang đại lục bất hợp pháp. Thông báo của cảnh sát thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, giáp danh với Hồng Kông nêu rõ lực lượng này muốn huy động sự tham gia của toàn thể người dân địa phương nhằm phát giác và đẩy lùi các hoạt động đưa người mắc COVID-19 vào Trung Quốc đại lục trái phép. Người cung cấp thông tin về hoạt động này có thể nhận được khoản tiền thưởng lên tới 200.000 nhân dân tệ, 31.570 đô. Bên cạnh đó, việc phát giác thông tin về các tàu thuyền chở người bất hợp pháp hoặc người tham gia tổ chức cho các hoạt động này cũng sẽ nhận được các mức thưởng khác nhau. Ít nhất năm thành phố khác ở Trung Quốc đại lục cũng đã đưa ra hình thức khuyến khích tương tự, trong đó có một quận đã thưởng 1.580 đô trong một ngày cho những người cung cấp thông tin liên quan. Theo truyền thông Hồng Kông, chỉ trong vài ngày gần đây đã có 15 người từ đặc khu này sang Trung Quốc đại lục bằng các con đường bất hợp pháp. Hiện Hồng Kông đang trải qua làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Các địa điểm cách ly tại Hồng Kông đã dần hết chỗ, trong khi hơn 95% giường bệnh được sử dụng trong bối cảnh số ca mắc mới tăng tới 60 lần chỉ trong một tháng. Theo đài truyền hình TVB, riêng ngày 18 tháng 2, đặc khu này sẽ công bố ít nhất 3.600 ca mắc mới, trong khi có khoảng 7.600 ca khác có kết quả xét nghiệm sơ bộ dương tính. Trung Quốc Đại lục đã cử các chuyên gia y tế và nhiều phương tiện xét nghiệm lưu động tới hỗ trợ giới chức Hồng Kông kiểm soát đợt bùng phát dịch mới. Hiện mỗi ngày, thành phố này thực hiện được khoảng 200.000 xét nghiệm và sẽ nâng lên mức 300.000 xét nghiệm vào cuối tháng này. Vâng quý vị ạ, à, tuy không rõ những bệnh nhân F0 trốn sang Trung Quốc vì không tin tưởng chính quyền Hồng Kông hay là có lý do nào khác, song chúng tôi cho rằng là họ sẽ sớm nhận ra ở lại Hồng Kông là nước đi khôn ngoan hơn trong thời điểm này bởi là một nước cứng rắn với COVID-19 bậc nhất trên thế giới, Trung Quốc có khả năng sẽ áp dụng những biện pháp mạnh nhất với nguy cơ lây lan dịch bệnh có cơ hội vượt qua biên giới đại lục với nơi bùng phát dịch đáng lo ngại như Hồng Kông. Bản tin COVID sáng của kênh báo Sức khỏe và đời sống đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh trên cả nước cũng như quốc tế. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ năm tại khu vực hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đang diễn biến ngày càng phức tạp, chính quyền đặc khu đã quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc 3 lần đối với toàn bộ 7,5 triệu dân kể từ đầu tháng 3. Chính quyền Hồng Kông sẽ sắp xếp lịch xét nghiệm dựa vào số chứng minh nhân dân ID của người dân, lên kế hoạch hoàn thành xét nghiệm cho 7,5 triệu dân trong vòng một tuần, thực hiện liên tục trong 3 tuần, nghĩa là mỗi ngày xét nghiệm 1 triệu người và mỗi người sẽ xét nghiệm 3 lần trong tuần. Phương án tổng thể là thành lập 100 điểm xét nghiệm ở Hồng Kông, hoạt động ít nhất 14 tiếng một ngày. Người dân chỉ cần đến địa điểm được chỉ định để xét nghiệm theo lịch hẹn. Mục tiêu của chính quyền đa khu là đưa toàn bộ người mắc COVID-19 đến các cơ sở cách ly vào cuối tháng 3, không để Hồng Kông phải phong tỏa toàn thành phố. Đợt xét nghiệm lần này là bắt buộc những người không tiến hành xét nghiệm theo quy định sẽ bị phạt 10.000 đô la Hồng Kông, khoảng 1.280 đô. Chính quyền có thể phát hiện những người không xét nghiệm dựa vào thông tin ID mà không cần áp dụng bất cứ thông tin cá nhân nào khác. Nếu người dân không đi xét nghiệm có thể bị xử phạt dưới các hình thức như không thể đăng ký hoặc đổi biển số xe, không thể đăng ký số điện thoại di động theo tên thật. Người vi phạm cũng có thể bị xử phạt ngay tại chỗ, thậm chí bắt giữ nếu cảnh sát kiểm tra ID và phát hiện. Điều này khiến hệ thống y tế lẫn cơ sở cách ly quá tải giữa lúc biến thể omicron lây lan nhanh chóng tại vùng lãnh thổ có mật độ dân số dày đặc. Tiếp đó, đặc khu trưởng Hồng Kông Trung Quốc Carrie Lam ngày 18 tháng 2 cho biết, vùng lãnh thổ này đã xác định được hơn 20.000 phòng khách sạn làm nơi cách ly cho bệnh nhân COVID-19. Do ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, bệnh nhân nằm vật vờ ngoài bệnh viện. Các cơ sở cách ly ở Hồng Kông đã hết chỗ trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải. Một số bệnh nhân, kể cả người lớn tuổi, buộc phải nằm bên ngoài.